Đi xe điện chưa? Hãy đến Melbourne cùng tôi và khám phá điều thú vị này ở Melbourne nhé. Điều thú vị nhất khi bạn tới Melbourne đó là được đi trên những chuyến xe điện mà đã từ lâu không còn ở Việt Nam. Ở Melbourne thì tất cả các chuyến xe điện đi được miễn phí và trên xe điện có các hướng dẫn viên hướng dẫn cho các bạn đến những điểm du lịch cần nhất. Đây là chuyến tàu điện số 1 đi đến bờ biển xanh Melbourne. À, chúng ta bắt đầu nha. Come on, go. Toàn bộ tuyến tàu điện ở Melbourne có chiều dài khoảng hơn 250 km đường ray. Có 500 hơn 500 toa tàu điện, 24 trạm chuyển tiếp và có đến 1763 điểm dừng và nhà ga. Một năm tuyến tàu điện của Melbourne vận chuyển hơn 200 triệu hành khách đi lại. Hiện nay mặc dù đã có tàu điện ngầm, tuy nhiên rất nhiều người dân và khách du lịch tại Melbourne vẫn sử dụng tàu điện, bởi vì đây là một phương tiện vận chuyển công cộng, không mất tiền và lại tốc độ của tàu cũng khá tốt. Không chỉ là biểu tượng của thành phố mà nó còn là điều hấp dẫn du khách nhất khi đặt chân đến tham quan Melbourne. Tuyến tàu điện City Circle sẽ đưa bạn đi vòng quanh thành phố hoàn toàn miễn phí. Toàn bộ hành trình sẽ chỉ mất 30 phút thôi là bạn có thể dạo qua một số điểm đến cực kỳ hữu ích khi đi du lịch ở Melbourne. Với số điểm lên xuống bến không giới hạn, những chiếc tàu điện này có màu sắc cực kỳ bắt mắt và nổi bật trên đường phố. Các điểm dừng chân cũng có những dấu hiệu đặc biệt dễ nhận biết cho du khách. Vì vậy, khi đến Melbourne, các bạn đừng quên trải nghiệm tiện ích miễn phí này các bạn nhé. Đây là trạm cuối cùng và xe buýt đang dừng ở tại Melbourne Beach. Đây, chúng ta có thể dễ dàng thấy khung cảnh của bờ biển. Và xa xa kia là một con tàu rất là to. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.